Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ tới anh em sơ đồ mạch điện khởi động xe Conic 110 phân khối đời 2007. Xe này dùng chế hỏa khí. Thì anh em theo dõi kênh của mình thì anh em cũng đã xem cái sơ đồ mạch điện chính cũng như là cái sơ đồ mạch đèn đêm của dòng xe này rồi. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với anh em mạch khởi động để giúp những anh em chưa có điều kiện mua tài liệu, anh em xem và anh em áp dụng trong quá trình mà xe bị hỏng cái mạch khởi động này, anh em có cái phương án sửa chữa cho nó nhanh và chính xác. Thì điện là 12V, vẫn được nối mát bằng dây xanh lục. Điện dương 12V đưa lên bằng dây màu đỏ và đi tới cầu chì 15A. Và điện dương sau khi đi qua cầu chì 15A vẫn là dây màu đỏ và đi tới ổ khóa điện. Đồng thời, điện dương ắc quy theo cái dây màu đỏ mà có tiết diện to này đi tới tiếp điểm của rơ le đè và nằm chờ ở đây. Sau khi ta bật ổ khóa điện và điện dương ắc quy được nối sang dây đỏ sọc đen thì đi tới ICM. Đây chính là bộ điều khiển ánh lửa. Đồng thời nó rẽ nhánh đi tới cuộn từ của rơ le đè và từ cuộn từ của rơ le đè đi ra thì bằng dây vàng sọc đỏ và lại đi vào bộ điều khiển đánh lửa ICM. Vậy thì anh em tới đây, nhìn tới đây là anh em đã thấy là gì? Xe Click này là đè thông qua ICM, có nghĩa là đè thông qua bộ điều khiển đánh lửa chứ không đè trực tiếp như những cái dòng xe thông thường, đúng không ạ? Đấy, đây là một cái tính năng an toàn được trang bị ở trên xe này nhằm bảo vệ mạch đè. Tiếp theo, dây đỏ sọc đen đi tới một cái cầu chì 10A và điện từ cầu chì 10A này đi ra thì chuyển màu thành dây màu đen và đi tới đèn công tắc, đi tới công tắc phanh trước và đi tới công tắc phanh sau. Đấy. Và sau khi ta bóp công tắc phanh trước hoặc công tắc phanh sau thì điện dương ắc quy từ dây đen sẽ được nối sang dây xanh lục sọc vàng và đi tới tiếp điểm của công tắc đè, đúng không ạ? Vậy thì để khởi động được động cơ, đấy, để mạch đè hoạt động được thì hiển nhiên công tắc chân chống cạnh phải được gạt lên để khép kín những mạch điện liên quan ở trong bộ điều khiển đánh lửa. Đấy, thì cái dây xanh lục sọc trắng này từ ICM đi ra, đấy, đi tới công tắc chân chống cạnh và khi ta gạt lên thì được nối sang dây xanh lục, đúng không ạ? Và dây xanh lục này thì lại đi về ICM, đồng thời được nối ra mắt khung. Đấy, được nối ra mắt khung. Đấy. Vậy thì để khởi động được động cơ, ta phải gạt công tắc chân chống cạnh để khép kín những mạch liên quan ở trong bộ điều khiển đánh lửa ICM. Đấy. Và khi công tắc đèn phanh trước và công tắc hoặc công tắc đèn phanh sau đã được bóp thì điện từ dây xanh lục sọc vàng sẽ được nối sang dây vàng sọc xanh lục và đi tới ICM. Vậy thì bộ điều khiển ánh lửa lúc này nhận được tín hiệu đè thì sẽ nối mát cho rơ le đè bằng cách là nối cái dây vàng sọc đỏ này, đấy, đưa ra mát khung. Đấy. Thì lúc này lập tức ở trong rơ le đè cuộn từ có từ trường và hút tiếp điểm, đấy, để đóng tiếp điểm nối điện dương ắc quy tới cái dây từ dây đỏ sang dây đỏ sọc trắng và tới củ đè. Củ đè thì được nối mát rồi, cho nên là củ đè sẽ khởi động động cơ, đúng không ạ? Vậy thì với cái mạch đè như thế này thì anh em sẽ nhìn thấy được toàn bộ cái đường điện của nó đi ra làm sao để trong quá trình anh em sửa mạch đè khi mà mình bóp công tắc phanh, đấy, gạt công tắc chân chống cạnh mà nhấn nút đè mà không khởi động động cơ, đấy, không thấy củ đè hoạt động thì chắc là anh em cũng biết phương án để anh em sửa chữa, đúng không ạ? Đầu tiên là anh em phải làm gì? Đấy. Khi mà rơ le
đề có hoạt động, đúng không? Anh em thấy dưa le hút đấy, mà củ le không quay, không thấy gì, nằm yên thì chắc chắn là cái xác suất rất cao là củ đề sẽ bị hết chổi than. Đấy là cái phương án này là cái phương án hay xảy ra nhất. Ngoài ra thì có thể là tiếp điểm của dưa le đề kém chẳng hạn, nó không nối điện, mặc dù cuộn từ vẫn làm việc nhưng mà tiếp điểm không nối điện đấy, hoặc là lúc nối lúc không. Thì với phương pháp thử nhanh nhất thì anh em rút dưa le đè ra, anh em nối thẳng cho mình hai cái cực lớn của dưa le này, đúng không ạ? Nối thẳng vào nhau xem củ đề có hoạt động không, đúng không ạ? Nếu củ đề hoạt động quay tốt đấy, mà trong quá trình mà mình cắm dưa le vào mà mình bấm nút đề vẫn thấy dưa le hút thì chắc chắn là mình cắm một con dưa le khác vào là chắc chắn sẽ được, bởi vì tiếp điểm lâu ngày hoạt động má vít bị tuét rồi, cho nên là không nối điện giữa hai cực của dưa le nhá. Đấy. Tiếp theo thì khi không khởi động được thì anh em cũng cần phải kiểm tra cái gì, đúng không ạ? Đấy, nhiều khi bị ngay tại công tắc đèn phanh thôi. Đấy, không nối điện. Đấy. Thì anh em kiểm tra nhanh thì anh em chỉ cần bóp công tắc phanh trước hoặc công tắc phanh sau, anh em nhìn cho mình cái đèn phanh thôi. Đấy, xem là đèn phanh có sáng không. Đấy, nhiều khi là nếu mà mạch đèn phanh còn tốt, đấy, bóng không bị cháy bóng thì anh em cũng thấy là bóng đèn sáng ngay, thì mình cũng có thể loại trừ ngay công tắc đèn phanh. Đấy là cái phương pháp anh em kiểm tra nhanh, đấy, bắt bệnh nhanh, đúng không ạ? Đấy. Thì rồi tới công tắc đề. Đấy. Khi mà anh em đã kiểm tra tất cả những chi tiết này mà đã tốt rồi thì có thể là anh em kiểm tra tới cho mình cái công tắc đề. Đấy. Biết đâu công tắc đề không tiếp xúc, đúng không ạ? Đấy. Thì anh em có thể là gì? Cậy công tắc đề ra và thử nối trực tiếp xem có tín hiệu đề không. Đấy. Nếu mà có thì chắc chắn là công tắc kém, đúng không ạ? Đấy. Và trong thực tế thì anh em biết rồi, với cái bộ điều khiển đánh lửa của dòng xe Click này, những cái đời mà ra từ năm 2007 này thì anh em thấy là nó cũng được rất lâu rồi, đúng không ạ? Đấy, nó cũng nhiều năm rồi. Cho nên một số xe mình đã gặp là cái bộ điều khiển đánh lửa này, cái mạch khởi động nó bị kém rồi. Đấy. Cho nên khi mà ta bấm nút đề, đấy, mặc dù dơ le cái đề có hoạt động nhưng mà hoạt động ở cái dạng bị thiếu mát nhé. Anh em thấy nó tè. Đấy, nó bị thiếu mát. Cho nên nó không đủ lực từ trường. Đấy, nó không đủ dòng qua cái cuộn từ của dơ le đề này. Đấy, không đủ dòng điện đi qua cái cuộn từ này. Cho nên nó bị thiếu mát. Cho nên là nó hút theo cái kiểu là không đủ lực để hút được tiếp điểm đóng dơ le đề lại. Cho nên dụng cụ đề cũng không thể hoạt động được. Đấy, thì với anh em thử nhanh thì anh em có thể thử bằng cách đấy, anh em có thể thử bằng cách là anh em cho mình một cái dây mát vào đây đấy, từ mắt khung anh em cho vào cái dây vàng sọc đỏ này, mà nếu khởi động được thì chắc chắn là cái mạch ở trong bộ điều khiển đánh lửa này nó kém rồi. Đấy, cho nên cái điều đó thì khả năng là anh em phải thay ICM thôi, đúng không? Đấy. Thì tất cả những cái đường điện liên quan này anh em phải để ý nhé. Đấy, rồi những cái đường công tắc trên xuống cạnh này, chuột rất hay là cắn. Đấy, cho nên cũng ảnh hưởng không khởi động được, đúng không ạ? Đấy, rồi là bị mô ve tiếp điểm. Đấy, thì anh em cũng cần phải lưu tâm. Đấy, mình cũng nói rất nhiều ở nhiều cái video là cái công tắc chân chống cạnh, cái đường dây của nó nằm ở dưới gầm xe, cho nên cái xác suất là một là chuột cắn này, hai là bị mô ve công tắc cũng rất là nhiều. Đấy, cho nên anh em cũng phải lưu ý về cái đường công tắc chân chống cạnh này, đúng không ạ? Đấy. Thế còn khi mà với cái mạch khởi động của ICM nó bị hỏng rồi, đấy, thì nếu về nguyên tắc thì cái mạch khởi động đi qua ICM này là mục đích là để bảo vệ cái mạch đề. Đấy, để khi mà xe nổ máy rồi thì ta bấm nút đề, đấy, bóp công tắc phanh thì dơ le đề cũng không hoạt động nữa, bởi vì nó cắt cái đường dây mát này, không cho thông ra mát khung nữa. Đấy, cho nên cuộn từ không thể có từ trường để hút tiếp điểm được. Đấy, khi xe đã nổ máy rồi. Đấy. Thế nhưng mà cái mạch đề này ở trong ICM nó hỏng thì một là ta phải thay, đúng không ạ? Thì là sẽ là hoàn chỉnh cái mạch khởi động được bảo vệ. Thế nhưng nếu ta tận dụng, đấy, ta tận dụng thì ta sẽ có cách là trên nhìn trên sơ đồ thì anh em thấy là gì? Để mà tận dụng được cái bộ điều khiển này khi hỏng mạch đề thì tận dụng một cách nhanh nhất nhé,
thì anh em chỉ mình cần cắt cho mình cái dây đỏ sọc đen này này ở ngay cái dưới lê đè này, anh em nối ra mắt khung cho mình, và anh em cắt hai cái dây vàng sọc xanh lục và vàng sọc đỏ ra khỏi ICM, và anh em đấu nối vào cho mình như thế này là anh em đã gì hoàn thiện được cái mạch khởi động rồi. Nhưng tất nhiên xe nổ máy rồi mà anh em bóp phanh ấn công tắc đè thì nó vẫn nổ được đấy nhá, à nó vẫn khởi động được đấy, thì cái con chuột đè nó lao ra, cái nguy cơ là sẽ mẻ bánh răng là rất cao đấy, cho nên là cái việc đó thì anh em cũng lưu ý nhá. Đấy, anh em làm thì làm, mà nếu không thì thay một cái ICM khác cho khách hàng là yên tâm nhất nhé. Còn nếu anh em làm theo cái phương pháp này thì chắc chắn anh em phải dặn khách hàng đúng không ạ? Đấy, nếu không là không may mà xe đang nổ máy mà lại bấm phanh, bóp công tắc đè, bấm công tắc đè là bị mẻ bánh răng là cái xác suất rất là cao đúng không ạ? Đấy, rất là nguy hiểm. Thì đấy là cái phương pháp mà anh em muốn gì? Anh em muốn tận dụng được con ICM bị hỏng mạch khởi động mà anh em vẫn dùng được. Đấy, thì anh em sẽ làm như thế này cho mình. Thì là anh em sẽ thấy được là hoàn toàn mạch khởi động không đi qua bộ điều khiển đánh lửa này nữa. Đúng không ạ? Mà anh em thấy là gì? Điện dương ắc quy sau khóa điện. Đúng không ạ? Đấy. Sẽ được theo cái dây đỏ sọc đen này đi qua cầu chì 10A sang dây đen tới công tắc phanh trước và công tắc phanh sau, đúng không ạ? Đấy, rồi khi ta bóp thì sang dây xanh lục sọc vàng, bấm công tắc đè, đúng không ạ? Thì được nối sang dây vàng sọc đỏ và gì? Đi tới cuộn từ của dây đè, và cuộn từ thì được nối mát khung rồi, cho nên lập tức là dây đè hoạt động ngay để nối má vít tiếp điểm, đấy, đóng tiếp điểm má vít cho gì? Điện dương ắc quy theo dây đỏ này đi thẳng tới củ đè luôn, đấy, thì sẽ được một cái mạch đè đấy, nhưng mà không thông qua bộ điều khiển đánh lửa ICM đấy, thì anh em làm thế thì làm, đấy là cái tùy theo anh em nhé, nhưng mà phải dặn khách hàng là nó sẽ không được bảo vệ nữa đúng không ạ, đấy, để khách hàng cũng nắm được đấy, nếu không sẽ xảy ra cái hiện tượng là sẽ bị mẻ bánh răng khi ta nổ máy rồi mà vẫn bóp phanh nhấn nút đè. Vậy thì trên đây mình vừa chia sẻ tới những anh em mà chưa có tài liệu cái sơ đồ mạch điện khởi động xe Click 110 phân khối đời 2007 xe dùng chế hòa khí nhé. Đấy, thì về cuối video thì cũng như tất cả các video khác, với những anh em chưa có tài liệu mà anh em có nhu cầu về tài liệu những sơ đồ mạch điện in lẻ như thế này thì anh em cứ liên lạc với mình, mình sẽ gửi theo cái nhu cầu của anh em nhé. Thì mạch điện in lẻ thì anh em biết rồi, mạch xem rất là dễ hiểu đúng không ạ? Đấy, ví dụ đây là mạch cấp nguồn xe Future 125 Fi đời 2017. Đấy, thì mạch cấp nguồn thì là mạch điện chính đấy anh em. Đấy, thì chỉ có mạch điện chính thôi đúng không ạ? Đấy, thì anh em thấy là gì, sách là in màu, đấy, rất là rõ, rất là nét. Đấy, và đường điện dương ắc quy tới các thiết bị điện là chỉ trên sơ đồ là anh em xem rất là dễ đúng không ạ? Trong quá trình em tra cứu rất là dễ. Đấy. Còn đây là ví dụ như là mạch đèn đêm của xe Fexago là anh em này. Đấy, thì mạch đèn đêm là mạch đèn đêm nhé anh em nhé. Đấy, anh em cần mạch nào thì anh em cứ dở cái trang có cái mạch mà anh em cần ra là có ngay đúng không ạ? Sách in màu rất là rõ nét luôn. Đấy. Còn đặc biệt tất cả những anh em mà mua máy đọc lỗi từ đại lý của mình thì anh em cũng đều được mình gửi tặng 5 tập sách sơ đồ mạch điện in lẻ kèm theo luôn. Thì với những cái dòng máy Motoscan thì anh em biết rồi, với những cái phiên bản mà mình cung cấp từ đại lý của mình cho anh em là với những cái phiên bản máy Motoscan CE là phiên bản tiết kiệm chi phí. Thì với phiên bản này thì anh em dùng ít thì anh em dùng phiên bản này nhé. Thì chức năng là vừa đủ cho anh em dùng đúng không ạ? Đấy. Thì là chỉ có 7.800.000 đồng. Đấy, còn anh em cần những cái chức năng nâng cao đấy, thì anh em phải dùng tới Motoscan 7 hoặc Motoscan Tab, những cái dòng máy chẩn đoán lỗi cao cấp và rất là bền bỉ và hiện đại trên thị trường hiện nay. Thì cụ thể anh em cần những dòng máy nào cũng như là tài liệu về sách sơ đồ mạch điện thì anh em cứ kết bạn Zalo với mình theo cái số máy điện thoại là 0979 407 116. Mình sẽ gọi lại cho anh em để trao đổi với anh em, để tư vấn cho anh em những cái dòng máy cũng như là làm sao để cho nó phù hợp với công việc
của anh em nhé. Thì mình cũng xin tạm dừng video này ở đây. Xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.